Dạ. Tới cái bồng lương đi. Kéo gà, nhóm gà được không? Nhóm gà được không? Cái nào, cái nào? Bây giờ mình đẩy qua đây lại đi, được cơ chi? Đẩy qua đây nè. Đẩy nó qua được không? Đúng rồi. Đúng rồi, đẩy qua đây cái kèo rồi. Đẩy qua, đẩy qua chứ cưa uổng. Nó đi theo cái chiều hướng là nước lên nước xuống vậy ạ. Điện lát xuống tới 13 cái. Dắt này rồi dưới rồi. Rồi cái này cá hấp lên trước này ông đưa xuống luôn. Rồi ai bắn sao bắn ai bắn trước bắn đó là đó không cái này được nè được nè được không chính không dừng đâu cần đóng vô đây này vô đây này mấy cây cũ á mình kiểm tra kỹ cây cũ á ông nào đóng đinh rồi đóng cái này gạch làm mực mà làm cắt lên đây làm cho chắc thì mình lấy cái tấm này trước thôi để này đầu trước đây này của ông đó mà Dương không ạ, à, tay lấy tỉnh Lê Nguyên miếng mà. Cái này đi. Lấy miếng này trước đi. Cái này là trung tâm của ta mà. Ừ. Rồi đó là từ đó sao, ở trước rồi sao làm lên đây. Lấy cái máy đây. Lấy cái máy thôi. Cái kẹo ta. Cái này làm sao mà ở dưới được mà. Ở trên này lấy cái này ha. Dạ lấy trên. Lấy trên cất trên đi. Không thấy. Đây. Có kéo cắt thấy nào. Cũng hụt hết bác ơi bác. Ai đừng cũng hụt luôn cái này cũng hụt luôn không được đâu. Được mà. Nè được không? Thấy. Ai đi. Gì? Tính là móc vô thằng móc vô không ra vậy đó hả? Không có. Thằng ngửa cho nó lội vô phải không? Lấy miếng xéo nó luôn. Dạ. Cái thằng này đang hồi lát cái miếng xéo đó nè. Cái này khác nữa không? Lát lấy miếng xéo, lát khỏi tắt phòng trên. Vừa này mới ăn luôn. Vì thằng này nè, mình bẻ là không sao, nhóm nó lên chút xíu đi, tại mình bẻ dẫn trên nút nhà. Mình nhóng lên chút xíu bình thường tại mình còn bẻ chảnh trong nhà còn còn rộng lắm. Ôi cái cây tuốt trên không sao đâu. Đây. Ừ.
Không, tính từ đầu ngoài nè anh Đắc ơi. Thằng này tính từ đầu ngoài nè. Con này bẻ nhóng trên sao đâu, bẻ đi, cắt đi. Mấy này đi rồi. Ừ. Để cho nó ôm con luôn đi. Ôm con đi rồi, ôm con đi, đây đây. Ôm con đi. Ừ. Nó cho là được ăn lạc nữa, mình cắt xén này nè anh Đắc. Ừ, lên là đóng chân kèm với nó chân được rồi, không sao đâu. Nó khít thiệt kìa. Sao là nước mênh mông. Đây là tiếp tục một căn nhà của mùa nước nổi nha. Nước này ngoài đồng hiện nay chắc cũng từ thứ 8 rồi. 6, thứ 7 em đi. Bên láng. Hiện tại căn nhà này thì đang cắt cũng là bên sông luôn, ngay mùa nước nổi. Bây giờ đang đội thi công đang tiến hành thực hiện căn nhà này. Nói chung là những căn nhà từ thiện vào mùa nước này phải nói hết sức là ý nghĩa. Dù mưa gió nước lên mà mình được cắt được căn nhà là điều cực kỳ. Thấy không, hồi nãy là bữa đó đi đồng tay rồi ông nói dư ông kêu lên đóng. Ờ, ông nói dư. Anh Đắc ơi, cái nhà này là 10-12 cây được rồi, tại nó gọn lại. Nó gọn cái máy sau có 5 mét rưỡi à. Đóng cái con bò trước đi. Rồi đóng bò trước đi. Rồi hay là ok. Rồi. Không sao đâu. Co đi, co cấp đi. Ừ, để nó rồi. Đóng luôn. Rồi cái này đỡ cái đây rồi, nè. Thẳng luôn, quất thẳng dưới luôn. Đinh mình tới mà. Ừ. Ừ, đóng cách nào chính rồi. Rồi. Chính rồi. Rồi, 1 2 quất. Ừ, miếng chà bá đó. Đây. Từ từ đi. Đây đưa gấp quá rồi vô trong ấy. Đây, chưa đâu. Chừng nào dựng này lớn ăn này dựng lên rồi đóng đồng tay ha. Ê. Rồi đâu ốp bên đó lại ra, ốp bên này có đủ không? Đủ cái nén không? Cái nhọn trên. Không bên này nè. Đủ không? Ok không? Nhưng là cây, nửa cây.
nữa nhóng lên nữa. Cái này nhớ lên nhóng nữa cây được không? Hạ xuống chút anh nè, hạ xuống chút coi. Rồi nhóm này lên 4 phân rồi được rồi, lên xuống hoài à, được không? Còn không lấy bên này ơi, không lấy bên này. Dạ hang này nó qua đây. Chưa xong một máy. Được không? Vừa không? Ok. Được rồi, em đã. Cái gì? Xong. Ê Thơ ơi, cây cột đó là vô ngạm gì mà nó lúa đầu vậy vậy? Bị qua đó là lỗ phải không? Canh kỹ ngang. Mấy vô lỗ là canh kỹ á. Vô lỗ chỗ dài đi đang mình kèm vô. Biết rồi, nhưng mà mình canh kỹ đang vô á. Nước, qua nước. Từ từ đi. Bây giờ là cái lỗi trong thơ là gõ cái mạng quay trước coi. Từ từ. Vô rồi, ok. Bây giờ chỉnh nha, cho đứng nhẹ lại đi. Rồi giờ vô phan hai đàn ba lên, giờ vô xiên trước đi. Đúng rồi, cái xiên cái là cái xiên đang đứng đó. Bây giờ mà mượn anh em mình vô xiên đi. À có ai làm ấy chưa? Có làm cây gì? Anh Bảo ơi, cưa hai con bò. Mình đóng cứng xong đi lên kèo luôn. Cây đằng sau này, Thơ. Đằng sau này cột cái gì? Cái nếm mà đậu chi trời, đậu cái thằng nó kêu làm gì?
Ê, lấy cây sáo á, cây sáo á, cây sáo á. À, lấy miếng bự đó, ta anh chính lấy miếng bự đó để là nhát cái lỗ đó mới vừa. Lỗ đó bự như là cái đường công binh á. Làm gọi ăn cơm luôn. Vậy. Cơm gọi là nghỉ đó. Ừ. Mấy gọc luôn thử. Nè, có số mang về không? Hay là cái nào như cái đấy? Cái nào như cái đấy? Thôi gà, thôi gà, thôi gà. Ai có coi có bị đụng kè không ngang? Đụng ba cái kè cũ không ngang. Đụng thì nó cắt bỏ đi cho cha nó làm thì khổ lợi chứ có gì sao. Nhà này cây khiếp thiệt chứ. Cái nhà nhỏ xíu mà cột không là không có đường đi với tầng. 4, 4, 16 hả? 4, 3, 12, 14 cây cột, 2 cây mầm. Nước chạy hù hù. Gió là con nước sống. Nước này sống luôn nè. Là biển nước mênh mông. Chưa, từ từ. Rồi đó, ok đó. Đẩy này, đẩy mạnh lên đây nè. Dư trên 3 tấc đi là dư nhiều lắm. Ê, trên 3 tấc nó lú ra dữ lắm không? Không dồn. Sao? Đây. Rồi. Mày chưa? Không có đâu dễ vậy. Nhiều nữa đi. Đây. Anh Trinh trên nút nhà và bụi me. Ồ me trái khung quảng từ. Có mở không? Kêu đường thiết lên đây. Chiều thiết bên trước đi. Cái đây bắn mấy hồi. Đây là chút xíu là xong đó. Ừ, chút nảnh rồi ơi. Gạch ông gạch xong cho nó đi rồi tôi gạch tới đây là gọi là cho đây bán lên cấp kỳ luôn á. Gạch đi bắn đầu con chân đi, từ từ đi mấy hồi chút xíu là gọi ơi. Đúng rồi, cái đó là nâng lên mới là được rồi đó. Công nhân cây mè trái quá trái hen. Đây là một buổi sáng tuyệt vời, mới giờ này là xong cái mái nhà rồi nha. Đội ngũ chúng tôi trong vòng thời gian một buổi sáng này cơm cơm như này đã muốn hoàn thành đây. Vẫn nó còn đi, tại nó nằm ở dưới. Giờ có gà trước tới bè không? Có gà trước tới luôn đi. Thôi, mày không ba người rồi vậy. Ba người dây mình xuống. À. Xong máy rồi. Ừ đúng rồi. Cây me đó là dữ là dữ lắm cháy á. Xong máy nhà. Hoàn thiện một căn nhà mới. Mà qua cái vách, nói chung là nguyên cánh đồng này là nước hoàn toàn lên láng.
Bây giờ thì chúng tôi đang đứng ở trên nóc nhà ngang, chúng ta thấy nước mênh mông. Đây là căn nhà đã được hoàn thiện. Nhà kế bên, đây là căn nhà kế bên nè. Rồi, căn nhà chúng ta đang thực hiện, đã hoàn thiện. Đã hoàn thiện từ tất cả các khâu. À, giờ chúng ta dừng cái buồn luôn. Ê, ê nó nghe nè, hồi nãy có đưa là miếng cục lên làm cơ buồn thấy không? Giờ là sao lấy miếng dài rồi? 25 cơ buồn á, coi kỹ ơi. Có đưa miếng cơ buồn á. Rồi, bây giờ đang tiến trình hoàn thành cái khâu dưới. Vậy không, nó có 3 tấm cục à, tấm dài này có lấy vô 3 tấm cục với tấm dài trở lại. Dài dư tới chánh tấm lần đó. Dài dư đủ má đè quá không chính. Ở cái tờ bắn cái gù vô liền. Còn à, còn cái đít đó có dừng không? Sư thúc ơi, cái đít có dừng không? Cái đít có, đít đó có dừng không? Sao nè, cái đít sao á? Dừng luôn rồi, đóng cây. Dừng là đóng cây luôn đi. Nhiều thế còn còn minh mông á. Ờ thế ông dừng đó dừng đây luôn chẳng còn dư. Dừng đó dừng đây luôn chẳng còn dư. Rồi ai ta đây đang từ cây chứ đang 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 mê gì lên hết chứ, lên hết chứ, đó lên hay vậy, rồi đưa lên nóng vô kèo, đưa lên nóng vô kèo luôn, nói vô kèo, vô kèo, vô kèo nào đâu còn đấy. Bây giờ vậy. Đúng rồi, cao cao lên. Dối đóng gì nổi mà dối. Ê, 2 cây giữa là được rồi. Chịu 2 cây giữa là ok rồi. Rồi xong cơm. Đem cái bàn á, đem cái bàn qua cao dễ đóng hơn. Xong 2 cây nó được rồi, còn mấy cái từ từ làm sao cho để từ làm sao đi. Chuyện xong 2 cây này nó được rồi. Cơm được rồi. Rồi, kính thưa toàn thể tất cả các vị, đến thời điểm này thì căn nhà cũng đã tương đối là hoàn thành được 90%. Và giờ đây thì chủ gia có thể vào ở thoải mái. Và nếu muốn làm cửa thêm cho đẹp thì có lẽ chủ gia sẽ tự mời một số anh em ở xóm mượn làm tiếp. Do cái bộ phận từ thiện tới đây cũng đã hoàn thiện xong căn nhà. Đặc biệt hơn thì căn nhà này rất là đẹp nha.
Căn nhà này thì làm rất là mau, mọi người làm xong. Bây giờ xong bắt đầu là chuẩn bị ăn cơm. Rồi giờ mời mọi người ăn cơm nha. Chung là nó đã hoàn thiện căn nhà này một cách mỹ mãn này. Hả? Đẹp, căn nhà im. Cao ráo hơn ra ngoài nhìn yếu lắm, sáng chân à. À, nâng cao từ trước tới sau luôn, làm căn nhà cho thoáng lại, không còn phải bị sầm phức như hồi lần nữa. Nhà anh rất là đẹp nha. Cái đó để đây nữa làm cái cửa buồn với cái cửa trước, làm cái cửa trước là rồi đó.